Xin chào các bạn, tôi vẫn đang đi chữa lành. Vâng, và video này thì tôi sẽ nói về bệnh tiểu đường. Có lẽ là không ai am hiểu hơn tôi về bệnh tiểu đường với vai trò là không phải là một người là bác sĩ. Video này thì tôi sẽ nói về một số vấn đề của bệnh tiểu đường với vai trò là một bệnh nhân. Tôi xin nhắc lại, tôi không phải là bác sĩ, không phải là nhân viên về y tế. Tôi là giảng viên đại học, là một bệnh nhân bị tiểu đường. Tôi hy vọng rằng video này sẽ đến được với các anh chị và các anh chị sẽ thay đổi được suy nghĩ cũng như là thói quen để giúp ích cho cái chất lượng cuộc sống cũng như sức khỏe của mình tốt hơn. Cách đây khoảng 10 năm, hơn 10 năm, tôi phát hiện ra bệnh tiểu đường lần đầu tiên. Đấy, khi đó là tôi phát hiện nhờ việc là trên bồn cầu nó có kiến, thì tôi thấy là không ổn. Thì tại sao tôi nghĩ là tôi trẻ như thế mà tôi lại bị tiểu đường? Thế tôi mới thấy có kiến ở trên bồn cầu thì tôi mới đi khám. Thì hóa ra là đường nó rất là cao rồi. Đường khi mà tôi khám là nó rơi vào khoảng 17-18 chấm. Mà đường của người bình thường là chỉ dưới 6.5. Dao động từ 4 đến 6.5 thôi. Cái mon đường á, cái định lượng đường trên gọi là milit máu, đúng không? Thế thì của tôi lúc đó vào khoảng 18 chấm. Nhưng trước đấy đã có những cái biểu hiện về bệnh nhưng mà tôi không hề biết. Thế thì đầu tiên này, là bệnh tiểu đường thì là có mấy loại. Thì bệnh tiểu đường hiện nay là có hai loại. Người ta cứ dùng cái từ là từ type, nhưng thực ra đấy là cái từ tiếng Anh. Tiếng Anh là type, là loại 1 hay là loại 2. Thì tốt nhất là dùng tiếng Việt đi, loại 1, loại 2, đúng không? Ví dụ như loại 1 là tụy không tiết được ra insulin, mà không có insulin thì không kết hợp được với đường. Loại 2 là vẫn tiết được ra nhưng mà không đáng kể, không đủ. Đấy, cho nên là không kết hợp được với đường, nên là cái lượng đường trong máu nó cao mà đường nó lại không đi được vào cơ thể, thì bắt đầu là nó đi ra qua đường tiết niệu và nó thông qua nước tiểu nó đi ra, thì người ta mới gọi là tiểu đường. Đấy, tức là đi tiểu ra đường, hay là đái tháo đường, tức là đi đái là đái tháo ra đường. Đấy, hiểu nôm na và nghĩa đơn giản như vậy. Thế thì cái đấy là cái loại này. Thế còn thì cái triệu chứng của cái bệnh này, triệu chứng của bệnh này thì nếu như chúng ta biết thì chúng ta thấy nó cũng khá là rõ. Thế còn chúng ta không biết thì chúng ta thấy nó cũng hơi khó. Như hồi tôi còn trẻ là tôi không biết. Thì đầu tiên này là chúng ta thấy rất là khát nước. Kể cả chúng ta uống nhiều nước nhưng mà miệng chúng ta luôn khô và khát. Đó. Luôn khô và khát nước. Tôi vừa khát là do tôi nói nhiều thôi. Thế thì đấy là một cái triệu chứng, dấu hiệu cho thấy rằng là bạn đã có thể bị tiểu đường, hoặc là đường của bạn đã cao trong một thời gian dài mà bạn không biết. Thứ hai là mắt mờ, thị lực sẽ bị giảm. Cái thời điểm đó thì tôi thấy là tôi nhìn nhất là tầm buổi tối, 6-7 giờ tối đi ở thành phố ấy, thì biển bảng mình nhìn thấy nó mờ mờ nhòe nhòe đi. Thế nhưng mà mình lại nghĩ là do là mắt mình cận, hoặc là do mình làm việc nhiều mắt nó mỏi, chứ mình lại không nghĩ là do tiểu đường, bởi vì mình không hề biết đấy là triệu chứng của bệnh tiểu đường. Đấy. Và đến khi đường trong máu nó nhiều quá, nó ngọt rồi, thì mình đi tiểu thì bắt đầu là kiến nó bò vào bồn cầu, thì là mình phát hiện ra. Rồi. Thế đến khi tôi phát hiện ra thì tôi đã có một cái thời gian mà tôi nghĩ cũng rất là đúng đắn. Đấy là tôi đã điều trị bệnh bằng phương pháp thuốc Tây y. Chúng ta vẫn nên tuân thủ những cái quy định về khám xét tại bệnh viện, uống thuốc kê đơn theo yêu cầu của bác sĩ. Tuy nhiên thì những cái bệnh này là cái bệnh nó gọi là bệnh mãn tính, cho nên là chúng ta mà càng uống thuốc nhiều thì chúng ta sẽ uống thuốc với cái bệnh này cả đời nếu như chúng ta không thay đổi về chế độ ăn. Thế thì cái nguyên nhân mà gây ra bệnh tiểu đường thường được giải thích về mặt khoa học, về mặt y học, đó là rối loạn chuyển hóa. Rối loạn chuyển hóa. Thế thì nó bị rối loạn thì bây giờ mình làm thế nào để nó giảm rối loạn đi, đúng không? Thế thì về mặt giải pháp thì đầu tiên là chúng ta phải bớt đưa đường vào cơ thể. Bớt đưa đường vào cơ thể thông qua đường ăn uống. Thông qua đường ăn uống, đúng không ạ? Tất cả mọi thứ chúng ta ăn vào, từ cây cỏ hoa lá, từ bánh trái, từ cơm, từ đồ uống, từ tất cả những cái loại thực phẩm, thịt thà, rau củ quả, là đưa vào cơ thể
đều được cơ thể sẽ chuyển hóa thành đường và nhiều cái loại chất khác để đi nuôi dưỡng cơ thể. Nhưng đường là một trong những cái chất rất là quan trọng, bởi vì năng lượng của chúng ta, ví dụ tôi nói như thế này, tôi lao động được, tôi lái xe được, tôi dùng não suy nghĩ được là bởi vì có năng lượng nuôi cơ thể. Và năng lượng này được lấy từ đường rất là nhiều, nó chuyển hóa thành đường. Thế mà nếu mà nó có insulin tốt thì nó kết hợp vào, nó đi vào cơ thể, nó không bị đào thải ra. Thế thì như thế là nó mới tốt. Thế còn nếu mà nó mà không tiêu hóa được hết thì nó có thể là gây ra tình trạng, một là béo phì, hai là gây ra tình trạng là tích mỡ, ba là gây ra tình trạng rối loạn chuyển hóa và bắt đầu hình thành những bệnh tiểu đường. Cũng có người thì bị đột biến hay là bị gen này kia nó di truyền, hoặc là bị rất sớm, hoặc là tiểu đường thai kỳ hay là tiểu đường từ trẻ em. Hôm trước tôi có dạy cho một cái vợ chồng anh chị chủ một cái xưởng may làm áo dài, thì nói chuyện ra là con anh chị 6 tuổi đã bị tiểu đường rồi, 6 tuổi đã bị tiểu đường rồi, rất là khổ, đúng không? Như thế thì bạn ấy vẫn sẽ sống, bạn ấy vẫn sẽ sinh hoạt bình thường, nhưng mà chắc chắn rằng tuổi thọ thì nếu mà bạn hy vọng là sống đến 80 tuổi thì chắc là khó. Rồi thì bạn sẽ phải uống thuốc rất nhiều nếu mà các bạn tuân thủ theo cái chỉ định của bác sĩ. Thế thì bây giờ cái tôi nói đến nội dung thứ ba là nội dung là vậy thì nếu mà chưa bị tiểu đường thì chúng ta làm thế nào để phòng tránh? Còn nếu mà bị tiểu đường rồi thì chúng ta làm thế nào để giảm đường, hoặc là chúng ta bớt phụ thuộc vào thuốc, đúng không? Bớt phụ thuộc vào thuốc. Thế thì nếu mà bạn chưa bị thì cũng giống như bao nhiêu lời khuyên về dinh dưỡng khác thôi. Một là bạn giảm năng lượng nạp vào cơ thể thông qua đường ăn uống. Bạn ăn nhiều rau củ quả cho tôi. Quả đặc biệt là bạn nên ăn các quả nhạt. Ăn quả ngọt vẫn ăn, nhưng mà ăn rất ít, ăn hạn chế thôi nhá. Rau củ thì ăn thoải mái, không giới hạn, ăn no thì thôi. Quả nhạt, thế nào gọi là quả nhạt? Những cái quả chua, những cái quả mà ví dụ như là không phải là quả mít, không phải là quả cam, quả mận, đúng không? Những quả nó quá ngọt như thế thì là chúng ta hạn chế. Chúng ta đo lượng calo đưa vào cơ thể, đưa vừa thôi, đưa đủ thôi, đừng đưa dư thừa. Đó. Thế rồi thịt, cá, rồi tất cả các loại động vật thì chúng ta vẫn có thể ăn một chút, nhưng ăn thật ít, ăn thật ít. Còn nếu không ăn càng tốt, đúng không? Không ăn thì càng tốt. Thế có những người sẽ nói là nếu mà không ăn thì bị thiếu chất. Xin thưa là không phải thiếu chất. Những người ăn chay như là các nhà sư, đúng không? Họ ăn chay, họ vẫn sống đến 90 tuổi, 100 tuổi đấy. Họ vẫn minh mẫn, họ vẫn làm việc, họ vẫn sống thọ. Thế rồi thì các bạn sẽ nói là nhưng mà nhà sư họ không lao động nặng, họ không ăn thì họ vẫn chịu được. Ok, nếu như bạn là người lao động nặng thì bạn phải cần đo cái lượng calo hàng ngày. Ví dụ như tôi là giảng viên đại học, và công việc của chính của chúng tôi là đi giảng dạy, dùng trí não là nhiều chứ còn ít phải bê vác, đúng không? Thế thì một ngày trung bình tôi chỉ tiêu thụ khoảng 1.200 calo. Đấy, 1.200 calo. Thế thì bây giờ như vậy tôi ăn 3 bữa sáng, trưa, tối đi, hoặc là ăn 4 bữa, ăn thêm bữa phụ buổi chiều, hoặc ăn 5 bữa cũng được. Bạn phải chia nhỏ bữa ăn, và mỗi một bữa ăn mình phải ăn ít thôi để cân bằng cái lượng đường, nó không bị vống lên như này. Thí dụ như bữa hôm nay mình ăn rất nhiều, đúng không? Thì đường no, nó gọi là đường no, đường lúc no thì nó vống lên. Thế sau đó nó đói thì nó xẹp xuống, thì cái khoảng cách giữa hai cái chỉ số này thì người ta gọi là cái biến động về đường khi lúc đói và khi no, chỉ số đường huyết ấy, thì người ta gọi là cái chỉ số HbA1c. Thế HbA1c nó phải cân bằng, nó phải thấp, khoảng 6 chấm là đẹp. Đấy. Tức là nó không dao động quá, nó không dao động quá. Thế làm thế nào để không dao động quá? Thế thì nạp vào ít thôi. Một ngày cần 1.200 calo, đúng không? Thì mình chia 4 bữa, mỗi bữa mình chỉ nạp vào 300 calo. Đấy. Mà 300 calo thì các bạn biết rồi. Một bát cơm, một cái bát như thế này. Đấy, miệng bát cơm thôi, 200 calo chưa bao gồm thức ăn. Đấy, chưa bao gồm thức ăn, ăn không như thế 200 calo rồi. Thế thì như vậy tôi chỉ cần ăn một bát cơm không là tôi đủ năng lượng cho bữa sáng. Đây tôi nói là đủ năng lượng nhé, chứ không phải là đủ chất. Đủ chất là khác với đủ năng lượng. Bởi vì
ăn một bát cơm như thế có vitamin, có tinh bột, đúng không? Tạo ra đường, nhưng có thể lại thiếu một số các loại chất khác. À, có thể sẽ thiếu vi chất, thiếu vi lượng, đúng không? À, ví dụ như kẽm, như magie, như mangan, như là cái này cái kia. À, thì chúng ta phải nhớ là ăn đủ lượng với ăn đủ vi chất. Chia nhỏ bữa ăn ra và ăn đủ thôi, đừng ăn thừa. Thế không ăn thừa thì nó không có cái gì để nó chuyển hóa cả. Thì nó sẽ không bị rối loạn nữa. Hoặc là nếu nó cái tình trạng nó vẫn rối loạn thì nó rối loạn ít thôi. Ví dụ như tôi bây giờ thì nó vẫn rối loạn, nhưng mà nó rối loạn rất ít. Đó. Thế thì tôi đã đi khám nội tiết ở tất cả những cái viện lớn. Chắc là các bạn cũng đã đi khám rồi. Nào thì khám giáo sư, nào thì Viện Đại học Y Hà Nội, nào thì Viện Bạch Mai, Viện Nội tiết Trung ương, Viện Nội tiết Hà Nội, đúng không? Đấy, rồi thì các bệnh viện tư như là Vinmec hay là Hồng Ngọc hay là Tâm Anh. Đấy là những cái bệnh viện mà tôi nghĩ là những bệnh viện rất là lớn và có uy tín, cả công cả tư ở Hà Nội mà tôi biết. Đấy. Thuốc tôi dùng cũng là loại thuốc tốt nhất rồi. Những cái viên thuốc 23, 25 nghìn một viên từ 10 năm trước. Đấy. Những cái loại thuốc rất tốt. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng là chúng ta ăn vào thì chúng ta vẫn phải uống thuốc. Và khi uống thuốc thì chúng ta lại tự tin là chúng ta ăn. Như thế không sai. Thế nhưng mà chúng ta phải có một cái vòng tuần hoàn thuốc cả đời. Đúng không? Thuốc cả đời. Thế thì vậy thì chúng ta phải đặt ra câu hỏi. Đấy có phải là một phương pháp tốt nhất hay chưa? Liệu có còn phương pháp nào để hỗ trợ, bổ trợ hay không? Tôi không dám là dùng từ thay thế. Tức là không uống thuốc, không tiêm insulin. Đúng không? À, em tôi là bác sĩ thì nó bảo với tôi là anh cố gắng duy trì thuốc đường uống càng lâu càng tốt, đừng dùng đường tiêm vội. Đấy. Thế thì tôi đang cố gắng duy trì đường uống. Thế nhưng mà đấy vẫn là theo cái phương pháp hiện đại của Tây Y. Thế sau đó thì tôi đã phải thay đổi chế độ ăn. Sau hàng chục năm tôi mới nhận ra điều đấy, là mình đã mất 10 năm để mà uống thuốc Tây. Mặc dù uống cái loại thuốc rất đắt tiền. Thuốc đắt tiền ở đây có nghĩa là gì? Nó tốt, nó không gây hại quá nhiều cho cơ thể. Ví dụ như các cái viên đấy là đều nhập từ Mỹ hay từ Pháp hay từ Anh. Những cái một ngày uống 2 viên, 3 viên. Viên rẻ nhất là 10 mấy nghìn, còn viên đắt là khoảng 20 mấy nghìn một viên. Đấy, các bạn nhìn thấy tôi này. Đấy, bệnh nhân tiểu đường 10 mấy năm. Nhưng mà bác sĩ còn phải gọi tất cả các bác sĩ khác đến khi mà tôi đi khám. Nói là đây, các em nhìn đây, bệnh nhân người ta giữ tốt như thế này. Cơ thể của tôi là 10 mấy năm không thay đổi cân nặng. Tôi kiểm soát đường huyết cực kỳ tốt. Đấy, nói chung là cũng loanh quanh ở khoảng 7 chấm hoặc hơn 7 chấm một chút, nhưng không bao giờ quá. HbA1c chỉ khoảng 6 chấm, 6.5 đổ lại trong một thời gian rất dài. Nhưng tôi vẫn thấy rằng đó là một sai lầm. Đấy. Bởi vì phương pháp của Tây Y, người ta sẽ đưa ra cho các bạn cái phương pháp là ăn đủ dinh dưỡng, ăn đủ đa dạng thực phẩm, thịt, cá, trứng, vân vân, đúng không? Rau củ quả, ăn đủ các loại, không kiêng khem cái gì, nhưng ăn vừa, ăn ít thôi. Sau đó thì uống thêm thuốc vào. Đấy. Thế khi mình ăn vào đường nó cao, uống thêm thuốc vào nó dập xuống. Thế dập xuống rồi mình thấy ổn, mình lại ăn vào, thế lại uống thuốc vào nó lại dập xuống. Thế thì mình vẫn ăn nhiều và vẫn uống thuốc. Cơ thể của mình hoạt động liên tục. Và có thể đấy sẽ là những cái tiền đề cho việc là mình sẽ có thể thôi suy gan, suy thận. Đúng không ạ? Thế và bây giờ các bạn biết là khoảng một năm nay tôi không hề uống thuốc tiểu đường. Tôi khẳng định là một năm nay tôi không uống thuốc tiểu đường. Mà đường khi đói của tôi cũng chỉ khoảng 7 chấm. Đấy, và đường khi no cũng chỉ khoảng 9 chấm đến 10 chấm. Thế thì so với người bình thường chưa bị bệnh thì đường của tôi vẫn cao. Nhưng có một điều mà các bạn cần phải nhớ rằng là đó là tôi không dùng thuốc. Bình thường uống 3 viên một ngày tôi vẫn đạt được cái chỉ số như thế. Bây giờ tôi không uống viên nào tôi vẫn đạt được chỉ số như vậy. Thế thì bí quyết là gì? Bí quyết là gì? Đúng không? Bí quyết là các bạn, một là phải thay đổi chế độ ăn uống rất nghiêm túc. Đấy. Và các bạn chuyển sang chế độ ăn như này cho tôi. Ăn thô, ăn nhiều rau, củ quả, quả nhạt nhá. Rau ăn không giới hạn. Đấy. Thí dụ như là các loại rau xanh. Tất cả các loại rau sạch các bạn ăn thoải mái cho tôi. Ăn salad, ăn rau sống càng tốt. Ăn rau luộc thôi, đừng xào nấu gì nhá. Ăn chế độ ít chế biến,
chế độ thô và đơn giản nhất có thể. Ít chế biến là nào, ví dụ như là xà lách đúng không, rửa vẩy khô đi, ngâm muối sạch sẽ xong vẩy khô đi ăn, thế là đấy gọi là ít chế biến, không chế biến gì cả. Thế hoặc không thì hấp hoặc là luộc qua thôi, đừng chế biến sâu. Đấy, rau củ quả, quả nhạt ăn thoải mái không giới hạn, ăn thay các loại thực phẩm khác. Thế khi đói thì có thể ăn thêm một chút hoa quả ngọt, nhưng mà ăn ít thôi, ăn ít thôi. Ví dụ như là lê hay táo hay là mận hay là những cái loại mít miết cái gì đó cũng vẫn ăn, nhưng mà thay vì trước đây mình ăn nhiều thì mình ăn rất ít, bởi vì mít hay sầu riêng thì nó quá là ngọt, nó cung cấp một lượng đường rất lớn. Đấy, cho nên là ví dụ mình có thích ăn mình chỉ ăn một múi hai múi, một múi hai múi thôi. Đấy, ăn là phải kiểm soát, phải khóa cái mồm lại, kiểm soát cực kỳ chặt. Thế rồi tinh bột đúng không, gần như là ăn kiêng tuyệt đối tinh bột hoặc là ăn rất ít tinh bột. Tôi tin rằng video này khi mà các bạn xem, rất có nhiều người phản ứng rằng là ăn như anh là không khoa học đâu, ăn như thế thì là không đúng rồi, không đủ chất rồi vân vân mà mây mây, đúng không ạ? Và anh mới ăn có một năm thôi, anh không sống được 10 năm, 20 năm đâu. Đấy, thì chúng ta cứ từ từ chúng ta trao đổi, chúng ta cứ từ từ chúng ta chiêm nghiệm nha. Tôi đã uống thuốc 10 năm, tôi đã uống thuốc 10 năm, tôi đã ăn đầy đủ chất dinh dưỡng trong 10 năm và tôi thấy vẫn không ổn. Thế tôi chuyển sang chế độ này một năm nay thì nói thật là tôi thấy ổn hơn rất nhiều. Tinh thần vui vẻ vì mình không uống thuốc, mình cảm thấy khỏe. Mình ăn uống những cái thứ kia vào nó cơ thể nó rất nhẹ nhàng. Đấy, tôi trước đây nhá, ăn cũng rất là ngon và sạch. Đấy, thế nhưng mà vẫn đau bụng, vẫn bị đi ngoài, đại tràng mà. Vẫn bị, mặc dù ăn uống rất sạch sẽ, rất kiêng khem luôn. Nhưng bây giờ từ ngày ăn chế độ đó cộng với lại uống thêm một số những cái loại thực phẩm để hỗ trợ cho đại tràng, cho dạ dày thì 2 năm nay không biết đau dạ dày, không có cơn đau dạ dày và đại tràng gần như biến mất. Đấy, đi vệ sinh rất là ngon lành cành đào. Đấy, thế thì bạn phải đặt câu hỏi là tại sao, đúng không? Tại sao? Đấy, là do cái chế độ ăn của chúng ta là rất giàu chất xơ, đấy, xanh, nhiều vitamin, tức là hạn chế nấu. Đấy, bữa sáng của tôi ví dụ như là một quả ớt với lại khoảng 10 quả cà chua với lại một bát đậu đen nấu. Đấy, các bạn theo dõi Facebook và Zalo của tôi sẽ thấy có rất nhiều những bữa ăn tôi post là như vậy. Hoặc là một bữa trưa là một quả bơ với lại salad với lại một vài cái hoa quả, nó cũng ngọt ngọt một chút nhưng mà rất ít. Đấy, và đặc biệt là ăn nhiều loại hạt, hạt ngũ cốc ấy, ví dụ như là đậu xanh, đậu đen, rồi thì hạnh nhân hay là điều. Tất nhiên là những cái loại hạt thì cũng rất là nhiều tinh bột, thì mình ăn hạn chế thôi. Mình ăn hạn chế thôi bởi vì tinh bột là tạo ra rất nhiều đường, nhớ điều đấy. Và cơm thì hiện nay thì các bạn nên ăn cơm gạo lứt hoặc là cơm gạo xay nguyên cám, gạo hẩm ấy, đừng ăn gạo trắng. Và nhớ rằng là một bát cơm là 200 calo, một bát cơm vơi vơi là 200 calo. Đấy, thì mình chỉ ăn nửa bát, một ngày chỉ nên ăn nửa bát hoặc không ăn. Tôi có khi cả tháng không ăn cơm. Đấy, tôi cả tháng ăn cơm. Thịt thì tôi vẫn ăn hay cá tôi vẫn ăn, nhưng mà có khi một bữa một con gà chặt ra tôi chỉ gắp đúng một miếng thịt trắng. Tức là ăn rất ít để ăn đủ lượng năng lượng cho cơ thể, khoảng 300 đến 400 calo một bữa và một ngày là 1200 calo là đủ. Đấy, thì đặc biệt là mình uống nước nữa. Đấy, uống nước kết hợp uống thêm nước ép củ, nước ép quả để bổ sung thêm nhiều vitamin. Tuyệt đối không rượu bia, không thuốc lá, không thức đêm, không các loại chất kích thích như là caffeine hay là nước chè. Nếu mà các bạn biết về tôi, nếu mà các bạn theo dõi Facebook hay là Zalo của tôi, hay các bạn biết về tôi ở trong cái công việc ấy, thì các bạn thấy là tất cả những điều tôi nói đều đúng với chính tôi. Bởi vì tôi không hút thuốc, tôi không uống rượu, không uống bia, không uống nước chè, không uống cà phê. Đấy, tôi chỉ uống nước trắng, uống nước sinh tố. Đấy, mà các bạn thấy đấy, vẫn còn có bệnh, vẫn còn sức khỏe, vẫn còn rất nhiều vấn đề. Đấy, thế nếu mà tôi chơi những cái thứ đấy vào nữa thì chắc là tôi cũng không thọ được đâu. Ok, thế tạm tạm cái video này nói về tiểu đường lại nhá. Xong có những video tiếp tôi sẽ nói tiếp về các vấn đề liên quan đến tiểu đường. Và xin nhắc lại là tôi không phải là bác sĩ. Tôi đi khám rất nhiều. Thậm chí các cái kê đơn về tiểu đường bây giờ tôi biết, tôi có hàng trăm cái kê đơn. Thuốc gì, thuốc gì. Ví dụ như thuốc đắt như Foxiga hay là Zanumet. Đấy, thuốc rẻ như là Micron hay là
những cái thuốc nội của Việt Nam tôi đã uống hết rồi. Đấy, xong thì ăn chế độ ăn như thế nào, chế độ tập luyện như nào tôi đều có hết. Tôi không phải là bác sĩ, và khi các bạn xem video này, các bạn hãy xem nó với một cái tinh thần là tôi là một người có kiến thức, vì tôi là giảng viên đại học, có học vấn, học vị đàng hoàng, có hiểu biết nhất định. Thứ hai là tôi là con bệnh. Đấy, và tôi chia sẻ cái hiểu biết của tôi, cái trải nghiệm của tôi với vai trò tôi là con bệnh. Và nếu các bạn thấy nó chưa đúng hay là nó có nhiều vấn đề mà các bạn cần tranh luận thì hãy bình luận, hãy comment, hãy inbox hỏi trên tinh thần là lịch sự, đúng không? Đấy, không phải là ăn như thế này thì chết, thì ai mà nghe mày được thì vân vân. Đấy, thì chúng ta học hỏi lẫn nhau. Thế còn tôi thì 10 năm uống thuốc rồi, và bây giờ đã bỏ thuốc tiểu đường hoàn toàn, bỏ thuốc hoàn toàn. Trong một năm nay không uống thuốc, trong một năm nay không uống thuốc tiểu đường. Và khoảng, nếu mà ai biết tôi khoảng 5 năm nay trở lại đây thì tôi không có ốm đau bệnh tật gì. Đấy, và cơ thể rất là tốt, không phải ốm đau. Trước đây thì ốm đau rất nhiều. Và xin hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn.